Hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình. Và hôm nay thì mình sẽ nói về những cái ưu và nhược điểm khi mà các bạn nuôi hamster ở trong những cái thùng nhựa như thế này. Đó, những cái thùng nhựa trong như thế này. Thì đối với những cái thùng nhựa này thì nói chung là nó sẽ không có còn là mới mẻ gì đối với những bạn mà nuôi hamster nữa. Thì các bạn nuôi hamster trong những cái thùng nhựa này thì cũng rất là nhiều rồi và rất là lâu rồi. Đấy, nó không còn mới mẻ gì hết. Thì hôm nay á thì mình sẽ nói về ưu và nhược điểm khi mà các bạn nuôi ở trong những cái thùng nhựa như thế này, để cho những bạn nào mà phân vân giữa nuôi thùng nhựa với lại lồng á thì các bạn có thể gọi là dễ lựa chọn hơn để phù hợp với túi tiền cũng như là cái công dụng và cái nhu cầu sử dụng của các bạn. Rồi và nội dung thứ hai thì mình muốn quảng cáo những cái thùng nhựa mình làm bên mình như thế này, thì mình muốn nói rõ hơn những cái chất lượng cũng như là cái sản phẩm mình làm ra nó như thế nào, để cho những bạn nào mà muốn mua thùng nhựa rồi đó thì có thể tham khảo qua video này, và có thể tham khảo qua, và muốn mua thì inbox cho mình qua fanpage nha. Ok, và cái đầu tiên đó chính là về giá cả của những chiếc thùng nhựa này so với lồng sắt nha. Thì đối với giá cả thì tất nhiên rồi, giá nó sẽ rẻ hơn khi mà các bạn mua một chiếc lồng khá là nhiều. Và cái đồng thời á là cái diện tích của nó sẽ rộng hơn, dẫn đến việc là các bạn nuôi hamster của bạn nó sẽ thoải mái hơn, nó sẽ di chuyển hoạt động ở trong cái thùng nhựa này đó, trong chiếc lồng nuôi như thế này thì nó sẽ thoải mái hơn. Đối với các bạn mua một chiếc lồng cơ bản thôi, thì một chiếc lồng cơ bản hiện tại ở Việt Nam chúng ta đang bán là với giá là khoảng 180 đến 190, là những chiếc mẫu lồng như là hoàng tử trung hoặc là lồng nấm rồi đó. Thì kích thước bề dài của nó thì theo mình thấy là nó dài khoảng 20 đến 21 cm thôi các bạn. Thì mình thấy kích thước này á, khi mà các bạn nuôi một con thôi nha, thì mình thấy kích thước này á là nó sẽ khá là chật đó. Theo mình thấy thực sự là nó sẽ khá là chật đối với một cái con chuột hamster, vì hamster á thì nó cần một cái khoảng thời gian cũng gọi là rộng rãi một tí để nó di chuyển qua lại. Mặc dù các bạn có để que cho nó chạy nhưng mà nó phải cần một khoảng không gian nhất định để cho nó di chuyển đồ thì nó sẽ thoải mái, nó sẽ không bị stress, và hamster của các bạn nó sẽ khỏe mạnh và nó không có bị những cái bệnh bậy bạ. Đấy, từ việc mà các bạn nuôi lồng chặt quá thì có thể là dẫn đến những cái bệnh bậy bạ cho nó. Rồi, và đối với một chiếc lồng tầm trung thì giá nó có khoảng 180, trong khi đó thì các bạn có thể mua một chiếc thùng loại 15 lít như thế này thì giá nó sẽ dưới 120.000 nha các bạn. Giá của nó chắc chắn là sẽ dưới 120.000. Thì đối với 120.000 á thì các bạn sẽ có một kích thước nó sẽ rộng hơn một chiếc lồng rất là nhiều, và chiều dài của chiếc thùng này á thì nó sẽ có khoảng là 45 cm và chiều rộng của nó là khoảng 31 cm. Thì đối với một kích thước này á thì các bạn nuôi một cặp hamster dòng nhỏ, ví dụ như là Winter Wild Campbell Robo hoặc là Albino gì đó, thì mình thấy rất là thoải mái. Các bạn có thể mua thêm đồ chạy, nhà, bình nước, chén ăn và một số món đồ chơi nhỏ nhỏ thôi, các bạn để vô là nuôi hai con rất là thoải mái đó. Tuy là nó sẽ không có cái tầng lầu đồ các thứ các kiểu, nhưng mà được một cái là cái diện tích nó sẽ lớn hơn khi mà các bạn mua một chiếc lồng tương đương cùng tầm giá dưới 200.000 thì các bạn có thể lựa chọn thùng nhựa thì các bạn nuôi hamster nó sẽ thoải mái hơn. Và tiếp theo là độ an toàn. Thì độ an toàn thì các bạn, như các bạn đã thấy rồi, đây những cái thùng mình làm như thế này thì làm sao mà hamster nó vượt ngục được, đúng không các bạn? Đó, khóa rất là chắc luôn nha. Đấy, khóa rất là chắc. Đấy, còn tấm lưới nè. Đấy, thì cái phần về cái độ an toàn này á, nếu như mà các bạn mua thùng bên mình á thì mình sẽ đảm bảo an toàn là 100%. Đó, mặc dù là các bạn có thể để thùng nhựa này ở dưới nền nhà, nuôi ở trong nhà, chó mèo đi qua đi lại cũng chả sao cả, nó chỉ gọi là nhìn được con chuột của bạn thôi. Chỉ trừ khi nào mà nó mở được hai cái quai này ra và nó lật được cái nắp này lên á thì cái khúc đó thì mình bó tay. Chứ mà bình thường như thế này thì không thể nào mà mèo hay là chó mèo gì mà nó có thể đụng chạm tới cái con chuột của bạn được. Đó, thì về độ an toàn thì mình thấy thùng nhựa rất là an toàn. Đấy, không thua kém gì lồng sắt đâu nha các bạn. Rồi, và tiếp theo là về cái việc vệ sinh á, thì các bạn nuôi thùng nhựa thì mình thấy vệ sinh nó sẽ đơn giản hơn, và dẫn đến việc là các bạn siêng hơn đó, và các bạn thường xuyên vệ sinh hơn cho mấy con chuột của bạn. Thì những cái thùng nhựa như thế này thì các bạn đã biết rồi, nó rất là chống chảy, và các bạn vệ sinh thì các bạn chỉ cần tháo chiếc nắp này ra thôi đó, tháo chiếc nắp này ra. Rồi nếu như ở trong thùng của các bạn có đồ chơi rồi đó thì các bạn có thể lấy ra rửa, hoặc là đem phơi nắng, hoặc là lấy khăn lau rồi đó cho nó sạch. Xong ở phần dưới này thì các bạn lót mừng cưa hoặc là cát lót gì đó thì nó chống chảy, cho nên là các bạn vệ sinh nó rất là nhanh.
Và cái thùng, những chiếc thùng như thế này á, là nhựa của nó là nhựa bóng trơn, cho nên là các bạn có thể lấy khăn, lấy giấy lau thoải mái đó, không có sợ gì hết, lau thoải mái nha. Và nhựa này á, là dùng để thực phẩm nha các bạn, dùng để thực phẩm cho nên là nó rất là an toàn đó. Nhựa này là nhựa loại nhựa di tân, hiện tại thùng mình bán là nhựa của di tân, cho nên là nhựa này nó rất là an toàn và không gây là độc hại gì đến con chuột của bạn hết nha. Rồi so với những chiếc lồng á, thì theo mình thấy thì nó sẽ có những cái lầu, cái nhà thì các bạn tháo lắp ra thì nó sẽ tốn một khoảng thời gian đó nữa. Thì về cái việc vệ sinh á, thì mình thấy thùng nhựa nó sẽ là ưu điểm hơn đó, nó sẽ là nhanh gọn, dễ dàng hơn. Còn làm sắt thì được cái là nó đẹp, thì nó sẽ có tầng rồi đó, cho hamster nó leo lên leo xuống á, thì các bạn chịu khó vệ sinh một tí. Thì cái này thì cũng tùy theo sở thích của bạn thôi, các bạn nào muốn có tầng được chơi á thì các bạn phải làm xiên, còn các bạn nào không có thuộc xiên lắm hoặc là không có nhiều thời gian để mà chăm sóc mấy cái con chuột gầy lắm thì các bạn có thể chọn cái thùng nhựa để cho vệ sinh nó nhanh gọn lẹ hơn đó, và các bạn dành thời gian còn lại để làm những công việc khác. Và một cái ưu điểm nữa đối với những chiếc thùng nhựa như thế này là sau khi mà các bạn là nuôi hamster trong một khoảng thời gian dài đó, và các bạn chán nó rồi, các bạn không muốn nuôi nữa, thì các bạn có thể cho hoặc là bán lại ai đó chuột hamster đi. Thì còn cái thùng nhựa này thì các bạn có thể là đựng đồ đó, đựng những cái đồ đinh linh tinh chẳng hạn, thì nó sẽ là tận dụng là chiếc thùng mà các bạn đã nuôi hamster, đựng đồ cũng rất là ok đó. Còn đối với lồng thì nếu như mà các bạn không nuôi hamster nữa thì các bạn bắt buộc là phải bán, hoặc là nếu như mà lồng của bạn nó cũ quá rồi thì các bạn phải bỏ thôi. Thì về lồng thì mình không có tận dụng lại để đồ hay là để được gì hết. Và đó là những cái ưu điểm khi mà các bạn nuôi hamster trong thùng nhựa. Còn về cái nhược điểm là theo mình thấy á, nó chỉ có một cái nhược điểm duy nhất thôi các bạn, là nó sẽ không đẹp bằng chiếc lồng, không đẹp bằng lồng nha, không đẹp bằng khi mà các bạn nuôi những chiếc lồng có tầng, có đồ chơi đồ các kiểu, thì nó sẽ không đẹp bằng lồng. Thì tất nhiên là giá nó sẽ cao hơn, thì nó sẽ có đồ chơi, tầng, lầu, để dòng chạy các thứ các kiểu, thì giá nó sẽ cao hơn, thì nó sẽ đẹp hơn. Còn những cái thùng nhựa này thì nó sẽ đơn giản hơn đó, và nó sẽ không có đẹp bằng. Nhưng mà tùy theo cái gu thẩm mỹ của nhiều bạn thôi, có bạn thì thích nuôi thùng nhựa, có bạn thì thích nuôi lồng đó, cái đó là tùy theo cái sở thích và cá nhân của các bạn, cho nên là mình không có ép buộc gì được hết đó. Các bạn thích nuôi thế nào thì cứ nuôi cái đó cho mình nha, và cũng tùy theo cái túi tiền của các bạn nữa nha. Nếu như mà các bạn có cái túi tiền của các bạn ít đó, thì các bạn có thể chọn cái thùng nhựa để mà tiết kiệm chi phí ban đầu khi mà các bạn mua hamster về nuôi. Còn các bạn mà có là túi tiền gọi là dư giả rồi, thì các bạn muốn mua lồng mua gì đó thoải mái, cái đó là việc của các bạn. Thì trong video này thì mình chỉ là so sánh giữa lồng với lại thùng nhựa để cho các bạn tham khảo thôi nha. Còn về việc mà các bạn thích nuôi trong hamster, trong thùng nhựa hay lồng sắt là tùy theo nhu cầu của các bạn nha. Rồi, và bây giờ tới cái nội dung thứ hai là mình sẽ giới thiệu cái thùng nhựa bên mình làm nha. Bên mình là tính chính tay mình làm ra những chiếc thùng nhựa như thế này. Đó. Đây là cái thùng mà hiện tại thì bên mình bán 2 thùng với dung tích là thùng này là 15 lít. Và cái thùng lớn bự chà bá này luôn, cái thùng này là 30 lít nha các bạn. Và cái chiều dài của cái thùng 30 lít là 56, rộng 37 và cao là 20cm. Thì hiện tại mình bán 2 cái kích thước này là chủ yếu nha. Và đối với những bạn nào mà nuôi dòng chuột nhỏ, các bạn nuôi khoảng 2 đến 3 con muốn thoải mái thì các bạn lấy thùng 15 lít này là ok. Còn những bạn nào mà nuôi bia thì 2 con trở lên hoặc là 3 con cũng được, thì các bạn có thể lấy cái thùng 30 lít này giùm mình nha, là nuôi bia thoải mái. Đối với cái thùng 30 lít này thì các bạn để chiếc queo mà đường kính 15cm dành cho bia chạy đó là vừa luôn nha các bạn, vừa luôn. Và cái thùng này tất nhiên rồi, những queo chung thì để bình thường hết. Còn những bạn nào mà xài queo mà dạng gắn lồng á, thì khi mà các bạn mua thùng bên mình á, thì các bạn có thể import riêng cho mình, thì mình sẽ làm thêm cái chỗ mà các bạn gọi là gắn chiếc queo vô. Thì á, tại sao mà mình không làm cái chỗ gắn queo rồi cho bạn luôn, hoặc là làm chỗ gắn bình nước bên hông này. Thì chỗ gắn bình nước thì mình sẽ làm ở trên đây. Đây đó, mình sẽ lấy cái thùng nhỏ đi để diễn tả cho nó nhẹ nhàng hơn nha, thùng kia nó nặng quá. Thì chỗ đi bình nước thì mình sẽ làm một chiếc lỗ như thế này đó, ở trên chiếc nắp luôn nha, ở trên chiếc nắp luôn. Và sở dĩ là mình không làm ở bên hông như thế này thì nhiều chỗ khác người ta sẽ làm ở bên hông này, khoét một chiếc lỗ nhỏ ở đây đó để gắn cái đầu bình nước vô và để bình nước bên hông này đó. Còn mình thì mình không, hoàn toàn cái phần đế ở dưới này á, mình sẽ không có khoét thêm lỗ gì hết, và không có khoét cái chỗ để bình nước, cũng như là không khoét chỗ gắn chiếc queo luôn.
thì đây là một cái thùng cơ bản bên mình. Thì sở dĩ mình làm như vậy á, thì trong quá trình mà mình nuôi hamster trong một khoảng thời gian dài qua á, thì mình thấy khi mà làm những chiếc lẩu như thế thì một thời gian á, nếu như con chuột của bạn nó phá thì nó sẽ cắn những chiếc lẩu đó. Đó, mặc dù cái khoảng hở của chiếc lẩu mà các bạn khoét ra nó rất là nhỏ, nhưng mà cái răng của hamster nó rất là lợi hại cho các bạn. Đấy, cái răng của hamster rất là lợi hại, nó sẽ cắn từ từ những chiếc lẩu đó nó bự ra, dẫn đến là cái thùng của bạn nó sẽ bị hư, hư luôn, không xài được nữa. Đó, cho nên là mình sẽ thiết kế là mình không có khoan bất kỳ một chiếc lẩu nào ở bên phần dưới thùng hết, bên hông thùng hết. Đó, có nhiều bạn nói mình á là làm thêm một cái phần lưới nhỏ bên hông này, đúng không? Đấy, nhỏ bên hông này cho nó thoáng. Nhưng mình không làm, làm như thế thì hamster nó cắn thì nó sẽ dẫn đến hư cái thùng của các bạn rất là nhanh. Thùng nhựa thì đồ nhựa thì nó sẽ mềm hơn khi mà các bạn nuôi lồng sắt, cho nên là răng hamster nó có thể răng cắn những cái gọi là cái thùng nhựa này rất là đơn giản hơn. Đó, còn lồng sắt thì nó cứng hơn cho nên là hamster nó cắn không có được. Còn thùng nhựa này mà nếu như mà hamster mà nó cắn được một cái lỗ nhỏ rồi thì nó sẽ lần theo cái lỗ đó mà nó cắn từ từ, từ là cái thùng của bạn nó sẽ banh luôn. Đó, cho nên là mình sẽ làm cái chỗ để bình nước ở trên nắp này luôn. Thì khi mà các bạn để bình nước vô, đây mình có một cái bình 125ml nha. Cái thùng 15 lít này thì các bạn có thể sử dụng bình 125ml và thùng và bình 80ml là thoải mái. Đây, để vào là vừa luôn nha các bạn. Đấy, để vào là vừa luôn. Nó sẽ hơi cứng một tí, mình sẽ làm cho nó hơi cứng một tí. Hơi cứng một tí thì do mới thì nó bạn để vô thì nó sẽ hơi cứng. Nhưng mà cứng á, sẽ khiến cho cái bình của bạn nó sẽ được giữ lại. Và các bạn có thể di chuyển cái đầu bình nước. Đây, như thế này. Các bạn có thể di chuyển cái đầu bình nước theo cái vị trí mà các bạn muốn để. Đó, ok chưa? Đó là cái bình nước nó sẽ được giữ cứng ở đây luôn. Đấy, giữ cứng ở đây luôn. Còn đối với bình nhỏ này thì cũng như vậy. Đó. Rồi, thì với việc mà để bình nước trên này thì mình thấy nó rất là tối ưu luôn. Hamster nó không thể nào mà nó leo lên đây nó cắn được. Và để bình nước như thế thì các bạn có thể canh cái chiều cao mực nước đồ nó đơn giản hơn. Nhiều khi ngày nào mà trời lạnh á, đặc biệt là những bạn ở miền Bắc, thì có những ngày trời lạnh á, thì các bạn có thể lót mùng cưa nhiều. Đấy, lót mùng cưa dày hơn hàng ngày. Thì các bạn có thể điều chỉnh cái ống này nó sẽ cao hơn. Đấy, rất là dễ dàng. Còn đối với việc mà các bạn khoét ở đây cố định một chiếc lẩu ngay chỗ này để mà đặt cái ống nước vô, thì bạn không thể nào mà điều chỉnh được cái chiều cao của bình nước. Thì cái này mình thấy nó không có tối ưu, cho nên là mình làm trên này thì mình thấy nó rất là tối ưu và hiệu quả cho các bạn xài. Nó đơn giản hơn nữa, các bạn có thể tăng đưa cái chiều cao của cái đầu bình nước cho nó phù hợp đối với cái lót chuồng của bạn đang lót hiện tại. Nếu như mà cái bình nước, cái đầu bình nước này mà nó thấp quá mà các bạn lót mùn cưa dày á, thì mùn cưa nó sẽ dính vào cái đầu bình nước và nó sẽ gây ra cái hiện tượng là bị tràn nước ra ngoài, ướt hết chuồng của các bạn luôn. Đó, ok. Đó là cái nguyên nhân mà mình làm cái lỗ để bình nước ở trên này nha. Những bạn nào mà xài queo gắn lồng á, thì các bạn có thể inbox riêng cho mình. Khi mà mua lồng thì mình sẽ làm riêng cho các bạn một chiếc lỗ với kích thước vừa đúng để mà các bạn có thể gắn chiếc queo gắn lồng của bạn vào trong cái thùng nhựa này luôn nha. À, cái thùng này á, mình làm á, là cái tiêu chí của mình làm cái thùng này thì thứ nhất là nó phải đẹp, thứ hai là nó phải an toàn, và cái thứ ba là nó phải chắc chắn và độ bền cao cho các bạn nuôi hamster nó thật sự là thoải mái và sẽ đáng cái đồng tiền mà các bạn bỏ ra nha. Đáng cái đồng tiền các bạn bỏ ra đó, chứ không phải khơi khơi là mình làm mà là sơ xài lấy tiền công, không có được. Cho nên là mình làm những cái thùng này là phải chắc chắn, đẹp, an toàn và độ bền cao cho các bạn xài nó thoải mái luôn nha. Rồi bây giờ mình sẽ nói về cái phần nắp lưới này đi. Đây, nắp lưới thì chắc chắn là sẽ có nhiều bạn nói mình đó là sao không có xài cái lưới mà dạng như là lưới lồng á. Thì cái lưới đó thì mình thấy là nó đẹp thiệt, nhưng mà kích thước lưới đó thì nó sẽ khá là nhỏ các bạn, cho nên đó là mình đặt vô đây nó sẽ không có đủ khoảng trống để làm mát cái thùng nhựa này ở trong cái thùng này, cho nên là mình quyết định là mình sẽ sử dụng lưới ở ngoài. Đấy, lưới hình ô vuông như thế này đó, mình cắt ra cho nó vừa với kích thước mà mình mong muốn làm trong cái thùng 15 lít này. Đấy, để cho nó gọi là thật sự là thoáng mát ở bên trong nhất có thể. Và có một bài bạn nói mình á là làm cái lưới trên này không á thì nó sẽ không có thoáng, nó sẽ không có mát, đúng không? Thật sự các bạn luôn này, cái tấm lưới rất là bự như thế này
Đấy, bự gần bằng với cái thùng mà luôn nè. Ở mình chỉ để một cái khoảng trống để mà mình khoét cái lỗ này, với lại một cái khoảng trống nhỏ hai bên này thôi. Hai bên này thôi. Còn ngoài ra là diện tích ở trên cái mặt này là mình sẽ tối ưu làm lưới hết. Đấy, làm lưới bự nhất có thể để cho cái lồng này nó thật sự là thoáng mát nha. Đó, và các bạn nuôi 2-3 con trong này, đảm bảo bạn luôn không bao giờ bị sốc nhiệt. Trừ khi các bạn đừng có đem ra cái thùng này đem ra phơi nắng nha. Phơi nắng là mấy con chuột chết chắc. Còn các bạn nuôi trong nhà chỗ mát mẻ bình thường là không bao giờ mà hamster nó bị sốc nhiệt hay là hầm hơi gì hết nha. Rồi, như hồi nãy mình có nói là làm cái thùng này ra thì mình phải đạt cái tiêu chí đó là đẹp. Đây. Đó. Những cái đường khoét cực kỳ đẹp luôn nha. Đây. Cực kỳ đẹp luôn. Đó. Và muốn khoét ra một chiếc lỗ như thế này với lại một chiếc lỗ này và làm những lưới này thì trung bình mình làm ra một chiếc thùng này là mất khoảng nửa tiếng hơn nha. Nửa tiếng hơn cho một chiếc thùng như thế này. Đó. Thì mình làm thùng chất lượng mà, cho nên là sẽ mất nhiều thời gian hơn. Và tiếp theo đó chính là về cái chất lượng của chiếc thùng mà mình làm ra thì nó sẽ chất lượng như thế nào. Chất lượng thứ nhất là về cái nhựa thùng. Thùng này thì mình sử dụng thùng di tân đây. Mà thùng di tân thì các bạn đã biết rồi, cái độ nổi tiếng của cái thùng đồ nhựa di tân thì các bạn cũng đã biết rồi, mình sẽ không nói nhiều nữa. Và tiếp theo là về cái sự chắc chắn trên tấm lưới này là nó sẽ có ở những cái móc như thế này. Đây, mình sẽ làm cái móc nó đều nha, như thế này. Hãy đều hết những tất cả những cái cạnh tấm lưới, làm đều hết. Đó. Rồi, và đó là cái độ bền của chiếc thùng mà mình làm ra để mà bán cho các bạn. Cho các bạn nuôi hamster thoải mái, chắc chắn. Đấy, rất là chắc chắn nha. Và an toàn cho mấy con chuột của bạn luôn. Cái tấm lưới này mà mấy con mèo nó có là nhảy lên đây á, không bao giờ đứt nha các bạn. Không bao giờ bị cái gì luôn. Mình làm những chiếc móc rất là đều như thế này. Không bao giờ mà bị gọi là có tình trạng mình đứt cái tấm lưới này mà mấy con chuột của bạn nó bị ảnh hưởng hết. Không bao giờ nha. Và cái thùng nhựa này thì khi các bạn mua thì mình sẽ bán cái thùng nhựa và làm lưới chỗ đây mình ướt cho các bạn. Nếu như mà các bạn muốn ngăn ra làm hai, mình sẽ chèn một cái ảnh mình làm cái thùng ngăn ra làm hai. Đối với những cái thùng mà 30 lít lớn như thế này thì các bạn có thể yêu cầu mình làm thêm một cái vách ngăn ra làm hai để mà có thể một bên các bạn nuôi bia, hoặc là một bên các bạn nuôi winter wild hoặc là dòng nhỏ, hoặc là một bên các bạn nuôi con đực, hoặc là một bên các bạn nuôi con cái gì đó, vân vân. Cái đó thì tùy theo nhu cầu của bạn. Thì nếu như mà các bạn muốn ngăn cái lồng ra làm hai thì các bạn có thể yêu cầu mình sẽ làm thêm, hoặc là muốn làm thêm một cái chi tiết gì đó thì có thể yêu cầu mình và mình sẽ suy nghĩ thiết kế ra để mà làm thêm cho chiếc thùng của bạn nó đẹp hơn, nó theo cái sở thích và cái nhu cầu sử dụng của bạn nhiều hơn nha. Hai loại này cũng vậy luôn. Bạn muốn thêm cái gì thì các bạn có thể nhắn riêng cho mình khi mà các bạn đặt thùng á. Thùng này thùng 15 lít thì cũng có thể ngăn làm hai. Rồi, và video của mình đến đây cũng sẽ kết thúc nha các bạn. Hôm nay là một cái video so sánh với thùng nhựa, với lại nói chi tiết hơn cái những chiếc thùng mà mình hiện tại mình đang bán. Còn về lồng á thì khoảng một tuần nữa các bạn, khoảng một tuần đến một tuần rưỡi nữa thì hàng nó về thì mình sẽ cập nhật sau nha. Lồng nó hết rồi mấy tháng rồi, nó hết từ trước Tết tới bây giờ. Lòng nó chưa về cho nên là mình không có cập nhật ở trên web đâu được. Thì các bạn cũng thông cảm cho mình nha. Lòng về thì mình sẽ cố gắng sắp xếp để mà quay video đăng lên cập nhật sớm nhất cho các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Và đừng quên để lại cho mình một like cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ mình ra nhiều video này cho các bạn xem nha. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.